Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cài đặt cái chế độ ngủ của cái máy Snix KX21 để cài đặt được cái chế độ ngủ theo thời gian theo ý muốn ấy. Thì các bạn sẽ thực hiện theo các bước làm như sau. Thì chính cái con KX21 này hồi hãng mới cấp về từ đầu mình rất đau đầu, là hãng mặc định cài cho mình sẵn là 4 giờ ngủ một lần. Thế xong một thời gian sử dụng thì mình thấy là cái da bơ mòn rất là nhanh. Thế là mình tìm hiểu thì hóa ra là trong cái thời gian mà khi máy không ngủ thì cái bơm nó hoạt động liên tục. Chứ bơm hoạt động liên tục như vậy thì nó làm cho cái da bơ chúng ta nhanh mòn. Để khắc phục cái tình trạng này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt cái thời gian ngủ nó giảm đi. Thế là thay vì 4 tiếng ngủ thì mình chỉ cài đây là 2 tiếng thôi là nó sẽ ngủ rồi, lúc này bơm sẽ được nghỉ ngơi. Thì cái thao tác thực hiện như sau. Các bạn để cài đặt được, các bạn vào Switch, bạn nhấn C9.0. Khi bạn xem viết rồi thì các bạn chọn này, select này, select, chúng chọn xem viết 9, xem viết, các bạn chọn phím 3 là setting, chọn phím 2 là changer tạo này, cái mục 2 là các bạn chọn phím 2 tiếp. Upward limit ấy. Di chuyển chuột đi, di chuyển tiếp cho nó xuống. Bạn phải di chuyển qua trang thì các bạn mới thấy được. Nào mình cứ di chuyển chuột qua trang đi. Đó. Trên cái mục CMB timer là mình đã cài đặt nó là 120 phút rồi. Cái chỗ này là đã mặc định là số phút nhé. À, chúng ta cài đặt xong đến đây, ví dụ là cài đặt 20, các bạn nhấn enter, vậy là các bạn cài xong các bạn thoát ra, nhấn select này thoát ra, đúng không? Do đang chế độ sleep thì các bạn bỏ sleep, các bạn bấm C này không này, đó là thoát khỏi chế độ sleep. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn này cái cài đặt thời gian sleeping nhé. Thời gian ngủ cho cái máy sao để bơm chúng ta là hoạt động, nó khi nào có mẫu chúng ta chạy thì khi đó là nó tiết kiệm cái da bơm chúng ta nâu mòn. Cái thời gian ngủ này các bạn yên tâm nhé, mỗi lần đánh thức dậy chúng ta không tốn hóa chất đâu, nó ngủ nó đánh thức dậy nó gần như là các bạn không tốn hóa chất, cho nên các bạn cứ yên tâm mà chúng ta phải bảo vệ được cái da bơm chúng ta mỗi lần thay cả bộ nó rất là đắt, nằm giá khoảng tầm 5-6 triệu một bộ. Chúc bạn thành công nhé.